cô bác anh chị và các bạn đang đồng hành và kính chào khán giả trên kênh Hoàn Toàn TV của mình nhé. Hôm nay mình tiếp tục đến ngôi chùa Badminton. Badminton là thuộc về là chùa Badminton đó chú anh chị, để review bên cạnh chiếc ngon mới của chùa đang trong quá trình là sửa chữa này như thế nào. Đây là cái ngôi chùa Badminton đang trong quá trình là sửa chữa lại 90%, thay phần công hoặc công còn đồ là hết rồi, xin chào chị, mời các anh chị mình vào trong để review từng cảnh cái chiếc ngon thì đẹp tô đang trong công đoạn là sửa chữa như thế nào. Đây. Hôm nay mình đến đây để review số nãy của chiếc ngon đẹp tô, công đoạn là bào dẫn đáy như thế nào. Đây, đang làm là ngày dân nhân vũ. Mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem thử bốc đại đây thay phần công đà là chỉ mực. Đây là hiện tại đang đứng trong phòng kia của chùa Badminton đang trong phòng đó thay phần bên bà là những bút phần đáy này. Lâu chưa anh hai? Có hai người làm mà xuất hiện chữ tè cho phần nhắn đắt cái đây là chiếc kim cũ của chùa. Đây là linh vật của chùa Badminton. Chơi nó ngoan đi mà nhỉ,
tè cái trứng đá rồi để ra cái phần bên đây này. Review toàn cảnh vì cái nhà ghe và chiếc cây ngon thì bếp chúng tôi đưa đến những cô chú anh chị và các bạn mình tại dán đá rồi cho nó thon rồi bốt cái phần dán đá và bên cạnh đó là bốt cái phần dây độn lại hết cho chiếc cây nó thon hơn. Đang trong công đoạn là sửa chữa rồi. Cái chè này sẽ bốc cái phần đáy này cho thon như thế nào đây. Mình cũng review một số nặng nhỏ nhỏ về chiếc cây ngon chụp ít tinh tu để giờ đến cái chú anh chị và bạn như thế nào đây. Dụng cụ để sửa chữa cái chiếc cây ngon cô thợ nha. Chân đinh đó không thiệt đinh không á à? Cái đó lật mà đinh không á à? Lương á đây cái chiếc ngọt cũ cái gì mà chưa cầm lên đây là chiếc ngọt mới vừa đóng vào năm 2023 này. Wow. Cái phần máy đã đạt tốc độ cao thì chùa và phật tử quyết định là sẽ chữa lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Mời các chương trình mình còn lại tệ dẫn đáy của nghe nhắn hết rồi. Đây là các chương trình mình có cứu nha, mắc bị sản phẩm đồ của chùa này. Thank you.
chùa ha, không anh hai cũng vẫn còn là thi đấu chứ này. Hôm 23 đóng chiến mới xin chào các phần nhân bản chuyên nhau chúng tôi nha. Toàn bộ thấy phần công đa thầy chuẩn bị thay lại hết thay phần dáng nhảy luôn rồi cái này như là sẽ trừ lại khoảng 90% luôn tham khảo là chỉ sử dụng là phần dáng đáy thay toàn bộ công đa công đều là hết. Thì hiện tại là bên trong nhà em chủ từ bữa sinh cô thì còn vừa giữ lấy hai chiếc cây ngò như vậy, một chiếc mới và một chiếc cũ. Cái bán kia mình tham khảo nè, còn phần cái nhà ghe và chiếc cây ngò của chùa Brick Pinton như thế nào. Đây, em làm một review cái lượt một số hình ảnh cái chùa Brick Pinton để đến cho anh chị mình. Cái biểu tượng của chùa Brick Pinton là cái nàng xanh nằm trên đầu đèn anh chị. Sẽ chữa lại chiếc cây ngon từ cuộc tiếp bên trong như thế nào để giờ đến và các bạn đi một bạn mình khảo nha. Đây, cùng đồng hành với kênh nhé, kênh Quan Thành. Cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều đã kênh một thời gian vừa qua về tất cả cái chiếc cây ngon của chúng tôi đang trong một đoạn sửa chữa một số phần như thế nào. Đây đang tệ cái phần dẫn đáy rồi cái dáng đáy lại sẽ lên cái bề độn cái ngọt sẽ được phần tiện 3 tấm đáy nhỏ bề độn đã sẵn ở đây chỉ bạo là sơ nó là một gạch phải này bạo là đáy giữa rất là nhỏ luôn đáy giữa rồi đáy giữa bề ngang khoảng 2 tấc rưỡi à ở giữa không đầu khoảng 2 tấc tới 2 tấc không tới 2 tấc không tới 2 tấc chưa 2 tấc cần tới 8 nè cái bộ số một tấc 2 tấc hoàn 2 tấc rưỡi bào rồi cân chỉnh cái dần dần đáy luôn các bạn chị mình tham khảo xem rồi nhớ like cho mình nhé hộ kênh cũng chân thành cảm ơn các bạn nhiều đã ủng hộ với mình thời gian qua rất thì hai cái hai số thứ hai như vậy làm công việc cho bạn đã đánh lái
dùng bè đầu. Video thì cũng tạm gác lại đây chút chút. Hẹn gặp lại quý anh chị mình trong video tiếp theo của kênh. Hãy cố lên kênh những video của quý anh chị mình nhiều sức khỏe. Kênh tạm gác lại. Tôi review tại chùa Cái Tinh Tôn. Quý anh chị mình cùng ủng hộ kênh như thế này nhé.